Rồi em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới, ngày 1 tháng 8 năm 2020. Và em Hoàng An lại được vui mừng lên sóng báo giá, giới thiệu đến anh chị một mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương. Một trong những mẫu xe có thể nói đó là đa dụng nhất, một mẫu xe thương mại rất là đa dụng. Chúc anh chị, đó chính là chiếc Ford Transit sản xuất 2014 bản Luxury, bản cao cấp nhất anh chị nhá. Bản Luxury 2014. Chiếc xe đang đeo biển số Bình Dương, Đồng Nai. Cá nhân sử dụng bản Luxury anh chị nhá. Mà động cơ 2.4 máy dầu. Và hiện tại chiếc xe này siêu thị ô tô Bình Dương nhà em đang chào bán với mức giá là 389 triệu để xin mua xe. Kỳ đẹp đúng không ạ? 16 chỗ ngồi anh chị nhá. Và liên hạn sử dụng của đến 2034. 16 chỗ ngồi. Kỳ đẹp. Bản cao cấp nhất. Đó. Có ghế da. Hai dàn lạnh đầy đủ hết. Đó. Rất là đẹp. 4 thang đi ABS. Hệ thống túi khí đầy đủ hết. Đó. 2014 anh chị nhá. Và chiếc xe này thì vẫn còn hỗ trợ ngân hàng được. Đó, rất là hay luôn. 389 triệu thôi, mình cũng giá rất là đẹp và rất phù hợp cho anh chị kinh doanh cũng như là đi trong công ty, rất là hợp lý đúng không ạ? 389 triệu mà giá rất là hợp lý. Đây em sẽ giới thiệu ngay vào phần đầu xe. Đó. Vẫn là những cái thiết kế đặc trưng của Ford Transit, từ hệ thống đèn pha, đèn hậu sau cũng như là mặt ca lăng vẫn là thiết kế rất là đặc trưng luôn. Đó, cực kỳ đẹp bản Luxury chị nhá. Đây là đèn pha này, dưới là hai cái đèn gập. Đó, dưới là hai cái đèn gập. Và đây là website siêu thị ô tô Bình Dương.com nhà em anh chị nhá. Rất mong là anh chị like đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh khi mà xem video qua kênh YouTube An ô tô cũ Bình Dương của em. Đó, An ô tô cũ Bình Dương của em anh chị nhá. Rất mong như vậy. Em sẽ giới thiệu ngay phần đầu xe cho anh chị coi. Đấy, anh chị nhìn nhá, cụm đèn pha rất là mới và sáng. Chiếc xe thì đang chạy hơn 100 ngàn một chút. Rất là hợp lý với xe này thôi. Đây, máy dầu anh chị nhá, đặc biệt là rất là kinh tế này. Keo chỉnh zin tuyệt đối, đó, không có lỗi anh chị nhá. Đó. Xe này thì em mới về chiều ngày hôm qua, chiều tối ngày hôm qua và cũng chưa có rửa dọn, chưa làm bất cứ thứ gì cả. Bữa trước thì rất nhiều anh chị hỏi em về mẫu Ford Transit, và ngày hôm nay thì siêu thị ô tô Bình Dương nhà em mới về mẫu này, cũng không phải về thường xuyên đâu. Đó. Và những chiếc xe mà bên em bán ra với dòng 16 chỗ này phải là xe đẹp em mới bán. Đó. Máy rất là mới này anh chị này, đó, mới tinh luôn. Máy dầu rất là kinh tế không, đúng không ạ? Rồi, ok. Ford Transit có nghĩa nó là một dòng xe 16 chỗ bán chắc chắn là thị phần tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, đúng không anh chị? Cực kỳ đẹp và nó rất là đa dụng. Đó. Về hệ thống thân xe thì mâm đúc la răng anh chị nhá, mâm đúc la răng và 4 thắng đĩa ABS luôn. Đó, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp đầy đủ. Đó. Chiếc xe thì sử dụng 4 quả vỏ này vẫn còn rất là dày và mới, thoải mái cho anh chị đi nhá. Rất là dày luôn. Mâm đúc la răng 16. Sửa chưa rửa gọn. Và xe này thì chỉ muốn bên em sẽ ví dụ như là mình muốn bóc bộ tem đi này. Đó, cũng như là đánh bóng nên là rất là đẹp luôn. Gập máy nên là rất là long lanh. Đó. Phần xe. Ở bản Luxury này thì đặc biệt là có thiết kế nội thất rất là đẹp, rất là đẹp, rất là sang. Đó, phần đuôi sau thì đấy là những cái thiết kế rất đặc trưng. Đó. Hai cái cụm đèn hậu sau dạng hình trụ đứng ha. Và 4 mâm đúc dày hết anh chị nhá, 4 mâm đúc, tất cả là 4 mâm đúc hết, thắng đĩa ABS đầy đủ. Mình đồng và bàn rất là căng đúng không ạ? Khung gầm không có mối mọt đâu. Cam kết là như vậy. Tất cả các kính chắn gió đều dán phim cách nhiệt hết rồi. Ở đây em sẽ mở cửa sau cho chị coi anh chị nhé. Đó. Đây. Rất là thoải mái luôn. Đó. Bản này thì có ghế da theo xe và các gối tì đầu là liền khối luôn. Đó. Rất là sang. Đây, các bậc lên xuống anh chị nhé. Và ở đó sàn này thì
đã có cái thảm lót sàn đây, và cái thảm lót sàn này là một cái mà thiết kế riêng, nó rất là đặc trưng, là nó chống cháy anh chị nhé, rất là hay luôn. Đây, nội thất màu kem anh chị nhé, và tất cả là ghế da hết, xịn sò. Ốp đầu liền khối luôn, rộng rãi đúng không ạ? Trần ni lông. Và ở bản này thì có hai dàn lạnh luôn anh chị nhé, và có hốc gió, hốc lạnh ở bên trên, rất là tiện dụng luôn. Cửa lua. Alo. Đang ở cửa hàng kia anh. Rồi, đợi 5 phút nữa về nơi nhá. Em đang trên đường về, 5 phút nữa em về nơi. Chúng ta cùng đi vào khoang nội thất anh chị nhé. Cửa lùa đây, các bạn cứ xuống đây. Khoang nội thất của mỗi xe này anh chị nhé. Tất cả là ghế da theo xe hết. Đó. Rất đẹp luôn. 4 loa nhé anh chị. Chiếc xe được trang bị 4 loa. Mà chi tiết bên trong là ghế da rất là nhiều luôn. Đó. Tất cả là ghế da và có đục lỗ thoáng, rất là thoáng khí. Bệ thì đầu liền khối luôn. Đây thì có những cái bệ thì tay này, giả gỗ, gỗ. Quá đẹp đúng không? Có hốc gió trên này. Đó. Tất cả các hàng ghế đều có những cái hốc gió. Và xe này thì có hai dàn lạnh nha anh chị nhé, hai dàn lạnh. Đó. Quá đẹp đúng không? Đây ra ngồi rất là thoải mái. Ở những cái bản thấp hơn thì nó chỉ là ghế lỉ thôi, ghế lỉ thôi. Đấy. Đây, mặt táp lô đây. Đó, mặt táp lô. Trang bị túi khí đầy đủ hết anh chị nhé. Ô tô hiện tại đang là 103.404 km này. Đó. Màn hình giải trí ở đây có kết hợp nghe nhạc, GPS này, chỉ đường á, đĩa CD, các cổng cắm USB, AUX đầy đủ hết, hộp số 6 cấp. Đó. Nói chung là đầy đủ, không thiếu thứ gì cả anh chị nhé. Một cái bản cao cấp thì trang bị đầy đủ hết. Đó. Quá đẹp đúng không ạ? Cửa lùa đầy đủ hết. Lùa điện. Đây thì có những cái bình chữa cháy ở dưới này. Đó, trang bị những cái bình chữa cháy ở dưới đủ hết. Chiếc xe này thì chủ xe cũng vô đèn trần led này, cũng như là những dây dải đèn led chạy xung quanh xe, tạo cảm giác rất là, nếu mà buổi tối mình bật lên nhìn rất là sang. Đó. Rồi, 389 triệu anh chị nhé cho mỗi xe này. Đây, hàng ghế trước, trước thì có hai, một ghế tài và hai ghế người ngồi. Đó. Nhưng mà thiết kế rất là dễ lái luôn, và máy rất là khỏe, máy dầu thì rất là kinh tế rồi, không gì để bàn. Đấy, mặt táp lô rất là sạch này. Đây có những cái hộc để đồ đây. Cái này thì liên hạn sử dụng đến 2034 nha anh chị nhá, thoải mái cho anh chị luôn. 2014 bản luxury, em xin nhắc lại là bản luxury. 389 triệu để sử dụng mẫu xe này, và còn hỗ trợ ngân hàng cho anh chị. Đó. Keo chỉ là cam kết từ máy zin, keo chỉ zin, khung gầm không mối mọt, mình đồng căng. Đó. Trang bị đầy đủ những cái tính năng an toàn, thắng ABS này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp này, túi khí an toàn đầy đủ hết, ghế da xịn sò theo xe. Đó. Đó là những cái thông tin, và anh chị quan tâm về mẫu xe này thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Số 1968 ngã ba ông xã, đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, cách ngã tư 550 1 km thôi. Đó, alo trực tiếp cho em An theo hai số hotline 0943 444 550, hoặc số thoại 0968 390 391 anh chị nhé. Kết bạn Zalo với em để em sẽ chỉ đường. Và mùa dịch này thì siêu thị ô tô Bình Dương nhà em cũng hỗ trợ và ưu đãi rất nhiều cho anh chị, đặc biệt những anh chị ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho anh chị. Đến với bên em để nhận được rất nhiều ưu đãi trong tháng mới này anh chị nhé. Rất cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về mẫu Ford Transit sản xuất 2014 bản luxury, bản cao cấp nhất của Ford Transit 16 chỗ ngồi. Đó, và giá bán hiện tại đang là 389 triệu, còn thương lượng thì mời chị đến xem xe.
Một lần nữa thì em Hoàng An xin cảm ơn anh chị. Xin chào và gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và gặp lại anh chị.